Vâng, xin chào các bạn, với cái kia xe đạp. Và tiếp tục hôm nay mới về một chiếc xe Roadbike siêu phẩm mới về bên em, thương hiệu Java Hiroshi. Đây là một trong những cái mẫu xe siêu nhẹ nhất tại về cửa hàng bên em. Tổng trọng lượng của xe chỉ mới 7,5 tấn thôi. Và cái dòng Hiroshi là cái mẫu model cao cấp nhất của dòng Java full carbon. Khung và càng carbon được trang bị với cấu hình group Shimano 1.5. Thì rất nhiều các bác đã hỏi em về cái dòng xe Java thương hiệu Ý. Thì nay em về một chiếc cao cấp dòng Java Hiroshi. Và bây giờ xin mời các bác giới thiệu chiếc xe. Và các bác có thể lên trên mạng tìm hiểu thêm về cái dòng Java Hiroshi. Đây em gõ trên Google Java Hiroshi. Thì có rất nhiều trang web chính hãng Java tại thị trường Việt Nam. Những cửa hàng mà được đại diện cho thương hiệu Java thì em sẽ vào một trang web chính hãng của Java luôn cho bác xem thông số của xe. Thì đây là một cái trang web Java tại thị trường Việt Nam ở trên Hà Nội, làm từ bộ khung làm từ sợi carbon siêu nhẹ và giá thành rất là cao, chỉ xuất 30 triệu và 29.900.000 full carbon. Dòng Java Hiroshi khung nano carbon, tổng trọng lượng của xe là 7,5 tấn các bác nhìn nhé. Sử dụng với cấu hình Shimano 1.5. Tông màu đỏ là bên em về các bác nhé. Đây là cái mẫu Java Hiroshi về bên em đây. Giá mới cũng rất là cao. Đây là website em tham khảo trên thị trường Java Việt Nam các bác nhé, cái mẫu model của Java Hiroshi. Vâng, trên khung hình đó đây là cái mẫu Java Hiroshi với cái tông màu chủ đạo tông màu đen, điểm chỉ đỏ và trắng trên khung xe. Rất nhiều em các bác hỏi em về cái dòng xe Java mà cái mẫu cao cấp, model cao cấp thì là em về một chiếc. Mà cái đời Hiroshi khung carbon này gần như đời cuối cùng của dòng xe đạp Java. Những cái đường vân carbon chỉ lỗ trên khung xe thể hiện rõ trên khung đây, khung carbon. Và đặc biệt xe rất là nhẹ nhé, carbon nano. Xe được người chủ cũ đi rất là giữ gìn nhưng mà tổng thể xe còn rất là mới. Những cái đường vân carbon thể hiện rõ trên khung xe, rất là bắt mắt. Xe chạy bộ với bộ rơm sườn, cổ phốt ghi đông nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Bên đây phải em được sử dụng bộ tay lắc cũng chính hãng của Shimano 1.5. Mẫu Java thì rất là hot bên cửa hàng bên em về dòng xe đua. Khung carbon này, càng cũng càng carbon luôn các nhá, càng carbon. Và thông số của xe thì thường thì Java thông số của xe gắn liền với linh phụ kiện của vành DK. Thì theo được tìm hiểu thì cái người chủ cũ của dòng xe Java Hiroshi này đã nâng cấp thêm cái cặp vành chính hãng của Mavic này, Akasiu Mavic, vành hiệu cao cấp, vành may ơ cặp chính hãng của Akasiu Mavic căm lá hẹ. Đây là được người chủ cũ nâng cấp thêm. Kích thước lốp 700x23C, kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Đùi đĩa của Shimano 1.5, gạt đĩa của Shimano 1.5. Cọc in carbon, cọc in carbon chính hãng của Java là đi phụ kiện của DK đây. In còn rất là mới, nguyên bản theo xe. Củ đề sau cửa đù, củ đề Shimano 1.5. Trang bị với 11 tầng líp, 2 tầng đĩa. Mayer sau là Mayer của Akasiu Mavic, vành cặp Mavic chính hiệu các bác nhá. Nguyên bản theo xe vẫn còn cái QR code của vành Mavic này, các bác nhìn rõ đây. Vành Mayer của Akasiu, vành Mayer bạc đạn. Xe
rất là nhẹ, dòng Java Fluxy, mẫu model cao cấp. Bác nào quan tâm thì đây là mẫu đáng có để bác sở hữu, dòng xe Road Bike. Và bây giờ xin cho chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 50. Chiều cao ngang của khung là size 51, thích hợp các bác cao từ 1m63 đến chiều 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin vào nhà chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 11 tầng lip, phủ đề 1.5. Lên lip đây, sử dụng rất là mượt mà các nhá. Sử dụng Mayer vành cặp của Mavic, đúng lip. Bên phải em đùi đĩa 1.5, gạt đĩa 1.5, xuống đĩa, lên đĩa, rất là bon. Mẫu model Hiroshi trọng lượng của xe chỉ 7,5 cân các nhá. Một trong những dòng xe thể thao siêu nhẹ mà em đánh giá rất là cao về thương hiệu Ý. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Java Fidoshi, model cao cấp của dòng Java, full carbon, khung carbon, càng carbon, cọc yên carbon, sử dụng với group Shimano 1.5, vành cặp chính hãng của Akashium Mavic, xe rất là nhẹ. Và xe giá gốc của em là 16.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn là con tâm thì em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kia xe nào, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác trong ngày mai.